Thưa các anh chị, vào đầu năm 2024 dương lịch, trên tài khoản cá nhân Facebook của anh Nguyễn Công Khế có một dòng trạng thái rất lạ, đó là năm 2024 chúc anh em bạn bè bình an vô sự. Status được viết trên một cái nền là mà hình ảnh một cánh cửa của một ngôi nhà cũ kỹ giống y như là trại giam. Có vẻ như nó thông báo một điềm gỡ nào đó. Giữa luồng tin, anh Nguyễn Công Khế đang bị điều tra về một việc tài sản công, cụ thể là việc bán trụ sở nào đó, dân dân và dân dân. Tất cả làng báo và cộng đồng mạng lúc đó cũng xôn xao, không hiểu ý nghĩa của status là gì, có phải đó là một lời chia tay hay không. Thì tôi đã điện thoại cho anh Nguyễn Công Khế hỏi, và anh cười ha hả, nói đâu có gì đâu, anh chúc bạn bè vui vẻ năm mới thôi, có gì đâu, chúc mọi người bình yên mà, có gì đâu mà phải hỏi. Còn trường hợp của anh rất bình thường, rất tốt đẹp, không có vấn đề gì cả, rồi cười ha hả, rất lạc quan. Và đến hôm nay chúng ta thấy rằng tin đồn đã thành sự thật, anh Nguyễn Công Khế đã bị khởi tố và bắt tạm giam cùng với một người đồng sự là người kế nhiệm anh ở chức tổng biên tập báo Thanh Niên, đó là anh Nguyễn Quang Thông, cũng bị bắt. Cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông. Ngày 16 tháng 1, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Công Khế. Ông Nguyễn Công Khế bị điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản. Ông bị bắt cùng với ông Nguyễn Công Khế, còn là ông Nguyễn Quang Thông. Các sai phạm của hai ông này được xác định xảy ra khi làm lãnh đạo báo Thanh Niên. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Quá trình điều tra đến nay xác định ông Nguyễn Công Khế, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Thanh Niên, nguyên tổng biên tập báo Thanh Niên, và ông Nguyễn Quang Thông, nguyên tổng biên tập báo Thanh Niên đã có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại khu đất số 151, 155 Bến Văn Đồn, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 16 tháng 1, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông. Cả hai ông bị điều tra dấu hiệu sai phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng trên. Hiện vụ án đã được cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tập trung khẩn trương mở rộng điều tra để làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan thu hồi tài sản cho nhà nước. Ông Nguyễn Quang Thông cũng từng tham gia công tác đoàn tại tỉnh Long An, sau đó về công tác tại báo Thanh Niên từ năm 2019. Ông Thông trải qua các vị trí phóng viên, trưởng văn phòng đại diện báo Thanh Niên khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tổng thư ký tòa soạn, phó tổng biên tập báo. Sau khi ông Nguyễn Công Khế nghỉ hưu thì ông Thông kế nhiệm và làm tổng biên tập báo Thanh Niên từ năm 2009 đến năm 2021. Thực hiện như vậy là có vẻ như hành vi của ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông không phải là hành vi thi hành chức trách của người làm báo mà bị bắt, mà đó là hành vi quản lý tài sản công. Tức là không phải là với việc điều hành tờ báo rồi viết bài hoặc là nội dung có sai phạm gì đến mức phải bị khởi tố, mà là khi thực hiện một dự án xây dựng trụ sở tòa soạn sau đó bán cho một công ty khác, thì có những trong quá trình đó nó có sai phạm và bị khởi tố, như chúng tôi đã nêu về hành vi và tội danh. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy rằng nó có hai vấn đề. Thứ nhất, ông Nguyễn Công Khế vi phạm các quy định về quản lý tài sản công khi là tổng biên tập báo Thanh Niên, và ông Nguyễn Quang Thông cũng vậy. Hai hành vi này không phải là hành vi thực hiện chức trách báo chí mà là quản lý tài sản công. Thứ hai nữa, ông Nguyễn Công Khế là tổng biên tập như thế nào, thưa các anh chị? Đối với một người như ông Nguyễn Công Khế và bối bất kỳ ai, chúng tôi không làm xấu thêm tình trạng của các bị can, bị cáo. Chúng tôi chỉ thông tin một cách trung thực theo góc nhìn của mình, có thể đúng, có thể sai, tùy theo cảm nhận của các anh chị về vấn đề này. Và nhân đây, chúng tôi xin dành
10 phút để nói về cuộc đời làm báo của ông Nguyễn Công Khế và sự nghiệp chính trị của ông, để các anh chị hiểu thêm một góc nhìn về con người này. Thành bại không luận anh hùng, thưa các anh chị. Ông Nguyễn Công Khế trong thời gian gần đây đã được các trang mạng xã hội miêu tả như là một bố già chính trị, một bố già báo chí, thao túng chính trị, thao túng báo chí. Nghe rất là kinh hồn, nhưng sự thật như thế nào? Tùy cảm nhận của mọi người, có thể chúng tôi không tiếp cận được với góc độ đó mà không hiểu. Chúng tôi chỉ nhìn ông Khế như là một người làm tổng biên tập thôi, và chúng tôi xin miêu tả ông Khế trên cơ sở đó, trên những gì mình biết thôi. Ông Nguyễn Công Khế sinh năm 1954 tại Quảng Nam, là nhà báo, đồng sáng lập Báo Thanh Niên và tổng biên tập Báo Thanh Niên từ những năm 1988 đến năm 2008. Ông là ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, được quy chương về sự nghiệp báo chí. Hiện là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Thanh Niên. Trước năm 1975, ông Nguyễn Công Khế hoạt động trong phong trào sinh viên học sinh tại Đà Nẵng và Sài Gòn chống chính quyền miền Nam. Sau 1975, ông Nguyễn Công Khế công tác tại Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, sau đó chuyển sang công tác tại Báo Phụ Nữ Việt Nam. Năm 1986, ông Nguyễn Công Khế cùng ông Quỳnh Tấn Mẩm sáng lập Báo Thanh Niên, diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ông giữ vai trò phó tổng biên tập. Từ 1988, ông làm tổng biên tập. Sau khi ông nghỉ hưu thì chuyển công việc cho ông Nguyễn Quang Thông. Ông chuyển sang làm chủ tịch hội đồng truyền thông tập đoàn truyền thông Thanh Niên. Báo Thanh Niên là một tờ báo có hàng đầu và có nhiều độc giả, là một tờ báo cũng rất quả cảm. Ngoài công tác báo chí, ông Nguyễn Công Khế còn được biết đến là giám khảo và người tổ chức của nhiều cuộc thi hoa hậu và các giải bóng đá. Ông Nguyễn Công Khế cũng có những quan điểm táo bạo trong việc làm báo và được nhiều người khen ngợi, và cũng có người nói rằng ông Nguyễn Công Khế cũng rất cứng rắn trong việc làm báo và là bố già báo chí. Chúng tôi không có thông tin về những việc làm nêu trên, chúng tôi không có ý kiến, chúng tôi chỉ nêu góc nhìn của mình về ông Nguyễn Công Khế là như thế nào. Nhắc đến Nguyễn Công Khế, người ta sẽ nhớ đến vụ án Nam Cam và đồng bọn. Ông Nguyễn Công Khế và Báo Thanh Niên là những tờ báo tiên phong đưa ra ánh sáng vụ việc này ngay từ những ngày đầu tiên 1995 và những năm 2000. Chúng ta phải ghi nhận điều đó. Thưa các anh chị, Báo Thanh Niên lúc đó được coi một tờ báo rất kiên quyết trong đấu tranh chống tham nhũng và tiêu cực. Báo Thanh Niên đã không viết thôi, viết về một đơn vị nào đó và ông cán bộ nào đó là hàng chục bài là bình thường, đến khi đối phương gục ngã, tức là một tinh thần tiến công không khoan nhượng. Tuy nhiên, chúng tôi đọc lại một số bài và trước khi chúng tôi có bài nói chuyện này, cũng như những lần trước nói chuyện với anh Nguyễn Công Khế, chúng tôi đã đọc lại rất nhiều bài trên Báo Thanh Niên, lọt bài, và chúng tôi thấy rằng tuy viết rất nhiều bài nhưng Báo Thanh Niên vẫn giữ được phong cách truyền thông dân hóa, không đụng chạm đến đời tư, không hạ nhục nhân phẩm đối tượng của mình phê bình, chủ yếu nói về hành vi công vụ và các hành vi sai phạm so với chuẩn mực của luật pháp. Và chúng tôi cho rằng làm báo như thế là tử tế và đàng hoàng. Đó là phong cách chung của Báo Thanh Niên. Về anh Nguyễn Công Khế, anh Nguyễn Công Khế là một người rất là kiên quyết trong đấu tranh chống tiêu cực như chúng tôi đã nêu, đầy cá tính. Đến nỗi khi mà báo chí bị sai phạm trong vụ bơ vung 18, có hai phóng viên, một ở Báo Thanh Niên và một ở báo khác bị bắt, thì Báo Thanh Niên là tờ báo gây chấn động lịch sử báo chí khi mà đăng bài hãy trả tự do cho hai nhà báo chân chính, ý nói là Bộ Công an làm bắt người sai. Và sau sự kiện đó, ông Nguyễn Công Khế rời vị trí tổng biên tập Báo Thanh Niên, nhưng cũng để lại một dấu ấn đầy khốc liệt và đầy tính khí khái của một người đứng đầu một cơ quan báo chí. Về phía ông Nam Cam, nhiều người nói rằng giữa ông Nam Cam và ông Nguyễn Công Khế có tư thù với nhau. Thật sự tôi đã hỏi cả hai người rồi, thì không có một mối tư thù nào cả. Chúng tôi, nếu mà bây giờ chúng tôi lấy ý kiến của những người có quan hệ thân thiết với ông Nguyễn Công Khế thì nó không chính xác phải không? Chúng tôi lấy ý kiến ngay ông Nam Cam.
Ông Nam Cam lúc xin tiền nói với tôi như thế này, nó giữa anh và ông Nguyễn Công Khế không có mối quan hệ mâu thuẫn gì cả. Ông Nguyễn Công Khế viết bài về anh trên cơ sở cung cấp của các cơ quan chức năng và của Bộ Công an, chứ không phải Báo Thanh Niên tự điều tra ra những điều đó. Anh khẳng định là như thế. Thứ hai, anh Nguyễn Công Khế và những phóng viên đó là những người làm báo, họ chỉ thi hành chức năng của mình thôi, chứ không phải làm việc này vì thù oán điều gì với anh. Và thứ hai nữa, thông tin về việc anh Định đặt bom Báo Thanh Niên rồi hãm hại anh Nguyễn Công Khế, hãm hại những người làm báo ở Báo Thanh Niên là hoàn toàn sai sự thật. Anh không bao giờ làm việc đó. Bởi lẽ như anh đã nêu, họ thi hành nhiệm vụ thôi, không có tư thù gì hết. Mà giới giang hồ của anh là giải quyết trên ân oán cá nhân, và không bao giờ đụng đến người nhà nước, không bao giờ đụng đến luật sư, nhà báo, công an, quan tòa. Bởi lẽ nếu anh có bị việc gì, ông này ông ở tù nhiều, ông nói chuyện giống như cán bộ, anh bị việc gì thì con cháu anh còn có đất để mà sống. Còn bây giờ anh chạm vào nhà báo, chạm vào công an, chạm vào ông tòa, chạm vào viện kiểm sát, thì muôn đời một con cháu mai sau không có đất sống. Tôi nghĩ rằng ông Nam Cam đã nói đúng về kẻ thù của mình. Nhưng ông Nam Cam nói rằng anh Nguyễn Công Khế là kẻ thù của anh, là người đưa anh vào tù, góp phần đưa anh vào tù. Tuy nhiên anh không bao giờ căm ghét anh Nguyễn Công Khế gì cả. Bởi lẽ là như vậy. Bây giờ thì anh về làm chủ nhà hàng rồi. Có hôm anh đang đi tập thể dục trong vườn Tàu Đàn thì gặp anh Nguyễn Công Khế, hai bên vẫn chào hỏi. Chú Phi Long giới thiệu, hai bên vẫn chào hỏi và nói chuyện bình thường với nhau. Thưa các chị, mỗi con người nó có những thời khắc, có những thời khắc tạo nên tên tuổi, tạo nên khí độ, phải nói là anh hùng, như thời kỳ ông Nguyễn Công Khế và các bạn mà ở Báo Thanh Niên làm vụ Nam Cam năm 1995 và những năm 2000 cùng với ông tướng Nguyễn Duy Thành và cục hình sự Bộ Công an. Rất giỏi, rất giỏi, chúng tôi phải công nhận điều đó. Điều đó làm nên tên tuổi Nguyễn Công Khế. Nhưng cũng có những giai đoạn mà con người ta sai lầm. Và việc sai lầm của ông Nguyễn Công Khế hãy để cho pháp luật xử lý. Và hôm nay pháp luật bắt đầu xử lý ông Nguyễn Công Khế rồi. Và điều đó nó cũng nhắc cho chúng ta một bài học rằng không có ai là mạnh nhất, không có ai là sống trên pháp luật được cả. Nhiều người đồng đoán rằng căn cứ vào hình ảnh Nguyễn Công Khế chụp chung với nhiều lãnh đạo cho rằng anh Nguyễn Công Khế không thể đụng đến được. Chúng tôi nói rằng không ai là không thể đụng đến được, thưa các anh chị. Nó tùy theo vận khí, tùy theo hên xui, và đến một lúc nào đó nó phải xảy ra thì phải chịu mà thôi. Chúng tôi xin chia sẻ việc đáng tiếc này xảy ra với những lãnh đạo Báo Thanh Niên, với các bạn ở Báo Thanh Niên. Và chúng tôi cũng ủng hộ việc làm của cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh làm rõ một nghi án đã tồn tại từ rất lâu rồi và tạo nên những đồn đoán không hay. Bây giờ cứ làm như thế thì 2 năm rõ 10. Và chúng tôi cùng với các anh chị chờ đợi, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến các anh chị những việc liên quan đến vụ án này. Rất thú vị. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều.